Bảo không khi nào mà cái ánh sáng đã có, lúc nào cũng mờ mờ không. Thì cái chỗ này thông báo cho biết đó. Thì trong lịch sử để ghi lại đó là coi như 20 năm trôi qua rồi mới có trở lại. Cơn bão này nó dữ dằn, cơn bão này lắm. Trong 20 năm này cái cơn bão này nhớ lại mang máng, hình như cái cơn bão chết không biết bao nhiêu đấy. Là cơn bão ấy, cơn bão nằm Bính Tý, không phải. Cơn bão này hình như trong sách sử đã có ghi, nhưng mà tôi đã lâu quá rồi tôi quên trong cơn bão này. Thì tất cả môn nhân đệ tử của nhà Phật coi như cũng đã biết rồi, trong cái cơn bão đây là tới, nó dữ dằn luôn. Mà lời của Phật dặn mà yêu cầu môn nhân đệ tử niệm chữ Di Đà tan đi nghiệp chướng, chứ không phải mỗi người đều bị nằm trong cái cơn bão này. Bởi vì có rồi không, không rồi có. Bởi vì nhiều khi có chỗ tại sao nhà nó tốc hết trơn trọi mà mình kề sát bên đó lại không có. Bởi vì cái cơn bão đành ngàn ngọn gió nó có, mà nó lốc trong chỗ đó nó có lốc. Lốc là đi thẳng vào trong cái vị thần, bạn nhìn trong cái chỗ đó mà bực bì trên đã định. Cái cơn bão nó phải có như vậy. Bởi nằm trong cái khuôn khổ tại sao người ta có mà mình lại không, đó là do nơi cái tâm của người mình đó nghe. Bây giờ tất cả trơn trời chúng sanh phải nghe được trong câu kinh, mà hiểu được ý nghĩa trong câu kinh, mà gắng lo tu hiền niệm Phật mới có thoát được cái cảnh khó trong cái cơn bão ngày nay, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì bữa nay gì ngày mai nó khác rồi, chứ không phải coi tầm thường được. Bởi vì đây là tất cả phải thấu hiểu được trong cái chỗ mà lo tu hiền, đặng thác đi trong cái cảnh trần an. Còn không ấy, bảo chuyện thường thôi, còn ở chỗ bệnh hoạn nó đi tới luôn, coi như đi tới mãi 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 hoài, chứ không khi nào dừng lại trong cái cảnh khó chúng sanh ngày nay đâu. Con người mà còn lại được là coi như duyên lành đã có dữ lắm đó nghe, cho mà hay vậy đó. Bởi vì tất cả trong môn nhân đệ tử của nhà Phật, cái tâm mà có Phật rồi phải hiểu được cái ý đó mà hành, mà lo niệm Phật, đằng kia nó thác đi cái cảnh khó của mình sau khi này. Chứ mình đừng có suy nghĩ rằng người ta sao mình vậy là không được, người ta làm sao là làm sao, còn mình sao là làm sao. Hai cái nó khác nhau. Bởi vì nếu mà nói y chang như mình vậy đó, Phật không có khai kinh. Phật không có khai kinh để cho mình lo cho hiểu biết trong câu kinh, mà hành theo trong câu kinh mà để thoát nạn. Vì người ta chết mình chết sao? Sự thật là không phải gì. Coi như cơn bão này dù chỗ nhà cửa banh chành hết, mà có chỗ lại không mạnh, y nằm trong cái phạm vi đó luôn, nằm trong cái luồng đó luôn. Bởi vì cái ngọn lốc sấy có một vị thần ở trên hạ xuống rồi nhóc lên, hạ xuống rồi nhóc lên. Bởi vì trong cái việc gì cũng vậy, mình sống đây đó là sống trong cái dòng để thiên địa mà tạo ra hình hình mình. Bởi vì cái quyền quy của người ta, người ta đã có, mà kinh điển của nhà Phật đã có dạy cho mình hết rồi, mà ngặt mình không có nghe, mình không có tùng. Nhiều người cho ông nói xàm này kia nọ, bởi có câu nói thời chưa thấy, nói thời không tin. Vậy đó thôi. Nhưng mà Phật có câu nói thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ưa tu hành. Bởi vì trong cái cuộc thiên cơ, ông mở miệng ra ông nói một câu đó, từ ngày này mãi đến hàng trăm năm, chứ đâu phải ông nói ngày nay. Dù ngày nay nó có sao, mà có cái chỗ 5-70 năm nữa mới tới, làm sao quý vị ngó thấy. Bởi bước đường mình tu là tu phải ngừa trong cái chỗ cái tai nạn nó đi tới, người ta có mà mình không, là buộc phải làm người lo tu hiền vậy thôi.
cái chữ tu này nó dễ à. Của mình là của mình, còn của người ta là của người ta. Đừng có tính xa tính gần. Bởi vì sách thánh hiền để ghét kẻ nhiều lần, xảo ngôn sóc sượt lận lường cháo chợ. Ông cũng có dặn mình hết trơn trời đó. Công danh phú quý cuộc đời là tuồng ảo ảnh giấc mơ mau tàn, chứ đâu có mình giữ mãi được. Nếu cuộc đời của mình mà nó còn hưởng được đó, mà tàn mình gây ra một chuyến tới đời sau con cháu mình phải nhận, cũng phải tiêu tàn hết chứ không có còn được đâu. Cái màn thiên cơ trong cái chỗ văn học người ta biết rồi đó, thì cũng cho tất cả chúng sanh đều hiểu rõ được trong cái chỗ cái cơn bão tới. Biểu ngừa mà sự thật là như thế nào gọi là ngừa được. Chuyện gì cũng chẳng qua ý trời. Bão đâu có phải ông đi một cái một lần một mà nó hết chân trong cả tỉnh. Ông đi có lần. Bởi có với không là do nó có tâm của người mình. Bởi vì ông dạy mình gán lo niệm Phật tu hiền đặng thác cảnh khó sau khi này. Nhiều khi người ta có mà mình không, chứ đâu phải người ta có mà mình có. Như vậy là Phật không có khai kinh để làm gì. Bởi vì nó trà trộn trong chỗ chúng sanh và môn nhân đệ tử của Phật, nó lộn xộn với nhau, nó trà trộn với nhau trong chỗ đó. Người nào y theo cái chỗ, cái câu kinh của ông thì có thể nó thoát nạn sau khi này. Còn mà người nào mà lè con mắt với đời, lè mắt của con người, mà trong tâm không có chuyện gì khó thoát được lắm. Bởi vì lời Phật nói, thiên địa tuy rộng mênh mông mà mãi lông khó lọt đó nghe. Nói thẳng cho môn nhân đệ tử của Phật nghe. Cái chuyện gì phải nhất tâm, phải y theo trong cái chủ cái câu kinh và ý nghĩa trong câu kinh, nó mới có thoát nạn sau khi này được. Bởi vì ông nói cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, chứ đâu có phải nói chuyện mà bữa nay gì ngày mai nó khác rồi. Bởi vì Phật biểu mình gán niệm Phật và đó tu hiền chân chất, đặng mà nó thoát cái cảnh khó sau khi này. Lời của Phật nói chuyện nhất tâm mà niệm Phật rồi đó, niệm chữ Di Đà tan đi nghiệp chướng, hết phần thuyền từ Phật rước lại Tây Thiên. Hay là niệm Phật bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành, niệm Phật thoát khỏi tử sanh. Phải lắng tai mà nghe kỹ, niệm Phật phải gán niệm cho rành. Mà đây là vạch ra trong ý nghĩa của Phật để nói chuyện trong môn nhân đệ tử của Phật. Không có ai mà không biết niệm Phật bao giờ hết, ai cũng biết niệm chứ. Mà cái ý nghĩa cho nó còn lại sau khi này trong cái tiếng niệm Phật, ít có ai để hiểu biết trong chỗ đó. Cái tiếng niệm Phật mà nó còn sau khi này đó, nam chỉ về tâm phải tịnh thanh, là con người phải trong sạch, nó mới có cái chỗ ánh sáng được. Mô không dục lợi chẳng cầu danh, a trừ dâm dục nuôi tinh đủ, duy nhất lắng lo giữ báo lành, đà kim khôi sanh bất hoại, Phật đà xá lợi hiệu vô sanh. Cái tiếng niệm Phật đó là ngay chân cái ý nghĩa trong tiếng niệm Phật mà phải hành y như vậy. Sau khi này môn nhân đệ tử mới có thoát nạn được. Chứ mình niệm Phật cầm cái sâu chuỗi để cầm lần bồ đề chuỗi hột lè ngừ, làm cho dân khinh dễ ngạo cừ, tội lỗi ấy lực nào dung thứ. Coi như con người nhìn thấy không biết, chứ bực bì trên ta thấy hết trơn. Bởi nhiều khi trong cái chỗ chính mình đây mình còn ngó thấy, tại sao nhận thấy ông đó lo tu hiền, lo niệm Phật mà ông chết một cách lạ lùng gì. Cái cách chết của ông đó còn tệ hơn cái con người luôn. Đó là con người xem kinh mà không hảo lý kinh, thì phải nhận trong cái phần đó. Cái cách mà ra đi rồi nó dằn vật cái xác thân, hay là cái chỗ đột ngột không có một câu nói nào để lại
ở dương thế sau, dương thế ngày nay. Bởi vì con người đó là con người vô tâm, chỉ lìa mắt con người thôi. Tiếng niệm Phật quan trọng dữ lắm đó nha. Bởi vì tất cả môn nhân đệ tử của Phật phải thấu hiểu được trong cái câu kinh và cái ý nghĩa trong câu kinh mà hành. Chứ sau khi này cuộc biến chuyển nó dữ lắm, chứ không phải nói chuyện. Vì trong cái kinh điển của nhà Phật tu không phải tập tàng, nhưng mà biết bao nhiêu thì nói bao nhiêu, để cho cái chỗ môn nhân đệ tử của nhà Phật để thấu hiểu đó mà quay đầu hướng thiện tu hiền, đặng thoát đi cái cảnh khó sau khi này. Bởi vì lời Phật nói đó, hạ huân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Thì cái cuộc biến chuyển này đó, thì lời của Phật nói đố ai biết đặng ngày mai, bữa nay yên tịnh mà ngày mai thảm sầu. Thì ngày hôm nay mình đã ngó thấy rồi cái chỗ yên tịnh mà ngày mai thảm sầu, thì mình nhìn thấy đã biết rồi đó, coi như đã có. Bởi vì tất cả môn nhân đệ tử mà thấu hiểu được cái câu kinh mà để hiểu nghĩa mà hành theo đặng cho nó thoát nạn sau khi này. Bởi vì lời của Phật nói chuyện cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, mong chúng sanh hãy gắng tu hành cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng thật đừng làm bạo ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian. Coi như chúng sanh môn nhân đệ tử của nhà Phật không có lè mắt mà thoát nạn được đâu. Cái chuyện gì phải nhất tâm, theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay đà lập nghiệp tu hành. Là cái ý nghĩa gì? Ngày nay đà lập nghiệp tu hành là mình biết được cái câu kinh, mà phải tầm sâu, phải hiểu cái ý nghĩa trong câu kinh mà hành theo kinh. Bởi vì lời Phật nói chuyện không có lè mắt với đời được. Nó kệ kinh nhiều kẻ đọc suông lý kinh, không hiểu như luồng gió qua. Biết bao nhiêu môn nhân đệ tử của nhà Phật mà không hảo ý được cái chỗ của Phật nói chuyện, tàn là lè mắt con người không. Thành ra cái tội ấy đó, ngày sau khi này cũng phải nhận tội luôn, chứ không khi nào thoát nạn được. Cái chỗ cò về đó là cái chỗ đó là duyên lành, cái phần đó đã có đó nghe. Coi như có thánh hay tiên, thánh hay Phật gì đã hạ xuống tại đó rồi đó, để hỏi lại lòng người luôn. Bởi nói lửa đồng mà đúc lấy chuông, lửa người biết chuyện đặng thương lâu dài. Cái câu nói văn vở của bậc bề cho nói muôn loài đều có đạo. Nếu làm người cho nó gọn ghẽ rồi chớ sát hại loài nào. Bây giờ nó cũng người mình để chuyển thân trở lại đó. Bởi vì cái con đẻ ra trứng với con đẻ ra con thôi. Bởi vì tất cả phải nghĩ tới trong vũ trụ đó. Con như thể con cò trở gì đó, là như thông báo là cái duyên, cái điềm lành ở tại chỗ cái bản sở đó đã đến, đã có đó. Bây giờ đó nó chưa có muộn. Coi như hãy ảo biết được trong cái câu kinh mà nhận thấy kỹ lại, mình phải thi hành là coi như là còn được đó. Rồi cá nữa không hai? Cá về nữa. Còn cá đó nhiều khi tụ hậu là gần gần ở vậy cả khúc sông luôn, chứ không phải nói chuyện đâu. Bởi vì trong cái việc gì cũng vậy, bực bề trên đã định, hậu lệ đó cũng là hỏi lòng. Nhưng mà duyên lành con chúng sanh ở tại chỗ đó để có đó, mà bực bề trên tới đó cũng hỏi lòng luôn, để tụ hộ là chỗ đó để hỏi lòng. Hỏi lòng có duyên lành của người mà nghĩ tới người được bao nhiêu. Bởi lời Phật nói muôn loài đều có đạo, làm người chớ sát hại loài nào. Người ta tới đó cũng hỏi lòng, mà bực bề trên cũng định đó, để hỏi lòng qua chúng sanh coi chịu đựng được cùng không. Hay thấy nó gần gần ồ ồ vậy rồi lấy lưới bủa chặn bắt này kia nọ. Không, mà chỗ đó là duyên lành đã có, nhưng mà đây là bậc bề trên để cũng định trong chỗ đó, tới đó mà hỏi lòng người luôn. Bởi vì có câu nói muốn làm người gặp ai, muốn làm người phải gặp con người, tới đó để hỏi lòng mình luôn đó. Mà con người đó không phải con người tầm thường, người đã biết gì, người bậc bề trên để định tới đó hỏi lòng, chứ không phải nói chuyện.
còn đắc quả thánh rồi là không có còn gì nữa. Khó làm cho hiền thánh lung lay, chỉ tứ nước dung phân cây quý. Ông không có màng cái gì trên trời. Quả thánh rồi đó, cái tâm của người ta đó là ngang ngửa với, xém với quả Phật rồi. Ông thánh đó, công danh phú quý chẳng mạc là bước đường. Coi như nghĩ tới người là thương người thôi, chứ không có màng tới tính này kia nọ mà để sát hại lẫn nhau. Cơ đã đến rồi. Bởi vì cuộc đời này trong 2000 năm đã trôi qua. Bởi có cái câu nói Hạ Quân: nay đã hết đời phong ba biến kiện, đổi dời gia can. Coi như vật đổi sao dời hết, mà chẳng qua là cái cuộc biến thiên này là của ý bực của thiên địa để định, chứ không có ngoài ra được. Mà chúng sanh mình muốn dừng lại cũng dừng không được, mà có chỗ dừng được. Thì lo niệm Phật, người ta có mà mình không. Lo tu hiền chân chất, thương nghĩ tới nhau, nghĩ tới nhau trong chỗ tới muôn loài luôn. Cho ăn chứ không phải không cho, nhưng mà ăn đúng trong cái chỗ. Đó là cái tâm của người đó. Bây giờ tất cả trong môn nhân đệ tử của nhà Phật phải có cái tâm người mới có thoát nạn được. Chứ mình đừng có ỷ tài mà coi trong chỗ này chỗ nào không có ra gì là không được. Là bởi vì cái chỗ con người mà ỷ tài là con người đó vô tâm, không biết gì hết. Một ngày nào gặp cái chữ tận, mà khi gặp được rồi cũng không có hận trách ai được hết. Ý trời đã định, không có hận trách ai được hết. Cái quả quạng ở đâu từ hư không nó tới mình, rồi nó hao tài tốn của. Đó là con người ỷ tài, coi kẻ dưới tay không có ra gì hết. Phải nhận trong phần này. Ý của Phật nha. Phật còn nhắc nhở nghe, cái đời đã hết rồi. Có câu nói đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc, ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lầm son ghi là. Nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nói thời không tin. Mà từ đây sắp tới, ở trong cái câu kinh, coi như mà đã ngó thấy luôn, thấy mãi 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 tới hoài mà thấy tàn cảnh khó của chúng sanh không. Chứ không có phải thấy trong cái chỗ mà hãnh diện sung sướng được đâu. Bởi vì thời cơ đã đến, ý trời đã định. Bởi vì cuộc biến chuyển đố ai biết đặng ngày mai. Cũng như nói trời mở cửa quỷ dương xuống thế, đau nhiều chứng dị kỳ khó kể. Sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nội thung dung. Mà người tu niệm sống đời thượng cổ, tất cả phải tùng theo kinh, phải nghe theo kinh, phải hiểu ý nghĩa trong câu kinh mà lo tu hiền niệm Phật mới có còn lại được. Bởi vì trong cái cuộc đời sau khi này đó, một muôn năm lặng chứ không phải như 2000 năm ngày nay. Mà 2000 năm ngày nay đã hết rồi, chứ nó không có còn nữa. Coi như từ đây sắp đến, cái quả quạng của chúng sanh, ý trời đã định, chưa hết chỗ này tới chỗ khác, chưa hết chỗ này tới chỗ khác. Tới bấy tới cuộc bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại, thì cuộc đời nó đã hết rồi đó nghe. Tất cả môn nhân đệ tử đã hết đời rồi. Bây giờ cái câu nói sàng qua sảy lợi bằng nay, mà hết xấu tới tốt, hết dâm tới tọt. Bởi vì cuộc đời nó đã hết. Cái cảnh khó của chúng sanh môn nhân đệ tử của Phật không thiệt tâm rồi, không khi nào yên được. Không khi nào yên. Đây là tới cuộc từ đây sắp đến thảm thê. Con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng. Tới chừng tới việc ngóng trông, trách rằng trời Phật sao không lòng từ bi. Trách không có được. Bởi vì cái tâm tánh của chúng sanh, cái chữ từ nó không có. Chữ từ là hiền mà ngặt không có. Gồm lại trong đề tài một phần nhiều nhất khắp chúng sanh ở trong thế giới.
trong cái buổi hạ quân này, một phần nhiều là say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh mà gây nên nghiệp quả không? Ngày nay lực trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít mà người tội ác lại quá nhiều, thì cái cảnh khó của chúng sanh từ đây mãi tới không có bút mực nào mà tả cho hết được hết. Cái cảnh khó nó đi tới và chưa hết này tới khác, chưa hết này tới khác, tàn lại cái cảnh chết chóc không nghe, quả hoàng lớn không cho không phải nói chuyện tầm thường. Nó vậy đó. Thì tất cả môn nhân đệ tử nghe kinh được rồi, thấu hiểu được ý nghĩa trong câu kinh, mà lo tu hiền niệm Phật, đặng cho nó thác đi. Niệm Phật phải hành y theo cái tiếng niệm Phật. Niệm chữ Di Đà lặp lại, niệm chữ Di Đà tan đi nghiệp vướng, hết phần thiền từ Phật rước lại Tây Thiên. Hay là niệm Phật, đây là cái bệnh hoạn đây tới nè, niệm Phật bệnh tật tiêu tan. Mà phải y theo cái tiếng niệm Phật. Ý nghĩa từ bi hỷ xả Phật ban phép lành, ông hỷ xả hết. Nếu mà nhất tâm niệm Phật rồi ông hỷ xả cho cả, coi như cái duyên lành đã có đó. Hay là niệm Phật thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe, phải y theo trong cái chỗ đó thì tất cả đều còn hết đó. Đáng tiếc rằng nghe kinh rồi là không có để bụng, gặp câu kinh nói chuyện ra rồi thì nghe mà như nước trôi dòng lạ, nghe câu kinh rồi cũng đâu ngã phân kia, nghe thì có nghe chứ không có để tâm trong câu kinh, thành ra vì cái chỗ đó làm sao thoát nạn được, không khi nào thoát được hết. Nói cho nó rõ ràng vậy đi. Này, bởi vì nước cờ thế nay đà khởi sắc, đó là bực bề trên đi định, chỗ tài hay biển lấp non dời. Bởi vì như tơ rối cuồng tàn là gàng buộc đất nước Việt Nam mình không? Thấy nó vậy đó. Chứ sự thật rằng sống trên đời Phật có câu nói, chi nhân chi diện nào ai có chi tâm. Cũng như thể biết môn nhân đệ tử của nhà Phật ngày hôm nay mà tâm tánh nó đi khác không rồi sao? Còn mình sống đây là sống cái tâm của con người không? Nó tính là hơn thua cao thấp, hơn thua cao thấp nhau không? Bởi vì nó rối nùi là rối trong chỗ đó. Nó rối là cái đạn này là cái đạn, coi như nói cái đạn bước đường vào nước cờ người ta để sắp thôi. Năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mẹo mà tháng hợi mới lị tuôn dầm về. Nó làm luôn. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn mới ê hề thấy phơi. Trung ương mà rồng lộn rồi đó thì nói ra đây nó rõ ràng chút đi. Mặt nước biển lao nhau lặn hợp, chim đua bay cá lại tranh mồi. Ngày hôm nay đất nước Việt Nam của mình đây là một kho báu rõ ràng, không có ai làm gì được hết và không ai lấy được hết. Coi như hở mà hở ra là có chỗ này chỗ nọ nó binh chứ không có gì chứ, không để cho ai lấy chứ. Bởi mặt nước biển lao nhau lặn hợp, chim đua bay cá lại tranh mồi. Ngọn thủy kiều nô nước sục sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển. Nó gúng gính đó nha, chứ không phải nói chuyện thường. Nó gúng gính bắt đầu rồi, cái chỗ đó mà nó có rồi đó, đất sụp chỗ này chỗ nọ tùm lum hết, chứ không phải nói chuyện tầm thường đâu. Thì bây giờ đó, ở trong câu kinh của Phật để đề ra nhắc nhở cho môn nhân đệ tử của Phật, ai mà có tâm lành mà hiểu được trong ý nghĩa trong câu kinh mà hành theo thì ngày sau khi này tức đã còn. Chứ sự thật rằng tôi mà tôi suy nghĩ trong cuộc đời, nước mắt của tôi nó chảy hoài chứ không phải không chảy đâu. Cái cảnh khó của chúng sanh coi như đã có, mà nhìn thấy lại con người nó quá nhiều, con người lại quá ít đoan. Vừa hỏi gì chứ cái cảnh khó của chúng sanh ngày sau khi từ ngày này mãi trở về sao? Hỏi gì chứ làm người nhìn thấy đâu có yên được. Nhìn thấy đâu có yên.
Bởi vì biết mà nước mắt chảy, mà nói lại ít ngừng nghe. Rồi làm sao đây vậy? Bởi vì cái cuộc biến chuyển đã vạch rõ ra hết rồi. Tận diệt lập đời trở lại. Coi như con người còn nó đâu có bao nhiêu. Bởi vì cái con người nó quá nhiều, con người nó quá ít thôi. Là cái cảnh khó của môn nhân đệ tử của Phật. Mà không có tùng theo cái ý nghĩa trong câu kinh mà hành theo kinh cho nó đúng thì phải nằm trong cái trận rồi. Đau chết kể thôi vô số là bực bề trên nói chuyện. Còn tà ma lại yêu quái chặt đường. Chốn hồng trần nhiều cảnh thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Có người đó cứu đâu có được, bởi vì đời sau khi này tới tới một muôn năm nặng. Không lẽ cứu trong chỗ đó mà an hưởng trong chỗ. Sau khi này chỉ còn có Phật, Thánh và Tiên thôi, ba người. Thì phải nhớ làm như thế nào đó mà mình còn được. Chỉ có người còn thôi, chứ không phải nói chuyện tầm thường. Bởi vì tất cả phải gán lo tu hiền và niệm Phật, lấy tâm bình để nghĩ tới nhau, thương xót lẫn nhau. Đó là tâm của người. Sau khi này mới có còn được. Mà con người còn lại được sau khi này đó hãnh diện dữ lắm. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ. Y là mặc thực là ăn. Để đền đáp lại trong cái chỗ công lao mà tùng theo cái ý của Phật. Mà tùng theo cái ý của Phật đó là chẳng qua ổng cũng hỏi lòng của chúng sanh thôi. Bởi có câu nói, muốn làm người gặp ai, muốn làm người phải gặp con người. Mà đó cũng là bậc bề trên đê định. Con người đã tới mình để hỏi lòng mình, coi mình có chịu đựng được cùng không. Dạ thưa ông hai ơi, thì giảng sư cho biết là nhân vật 10 phần hao 7-8 đâu? Hao 7-8 là còn có 1-2 phần như là cũng thiếp không hay? Chết, tôi nói đừng có nói tới. Bệnh hoạn đau ốm bởi tôi nó chưa có hết cái nạn này là tới cái nạn khác. Nó khó dữ lắm. Bởi giờ xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo nạo kể sao cho xiết. Lời của Phật khai kinh ra, ta nói đây là vì tình thiệt, cho bá gia rõ biết người khùng. Sau khi này cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nó không có còn được. Thấy gì đó mà nó không còn. Cái thời điểm này sàng lọc với người không ấy. Sàng không. Bởi có câu nói sàng qua xảy lợi bằng nay. Hết xấu tới tốt mà hết dông tới tồn. Con người mà không còn lại, không còn chết nữa đó. Cái chữ dông là chết. Mà hết cái chữ dông rồi còn lại cái chữ tồn. Là bước qua trong thượng cổ liền. Dạ thưa ông hai ơi, thì cái thế chiến thứ ba này á, mình ở đây mình tu niệm Phật gì nó có thể qua luôn không ông? Hay là nó cũng qua? Nó qua. Bởi vì sau khi này đó, cái cảnh khó, nhìn thấy khó có, nhưng mà phải chết, dữ dằn chết rồi. Bởi 10 phần hết 7 còn 3 rồi. Mà mình nhìn thấy đây rõ biết, bởi vì ông tường thật lại trong cái câu nói để lặp lại luôn nghe. Khắp chúng sanh ở trong thế giới, chứ không phải cá nhân trong đất nước Việt Nam. Say mê vật dục không? Như vậy là tâm người đâu có. Tên là cái con người không? Chết dữ lắm. Chứ không phải nói chuyện mà ý trời cũng đã định. Chứ không có còn được bao nhiêu. Đau chết, rồi chuyện này chuyện nọ chết, chết dữ dằn luôn. Bởi từ đây sắp đến thảm thê đó. Hay là dòm xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo nạo kể sao cho xiết. Coi như là bước đường, nếu tâm của người rồi là nhìn thấy cuộc đời đã biết rồi. Nhìn đời dòm thấy người ta đông hơn ngày xưa thiệt, mà nó lạnh hơn ngày xưa. Chứ không phải mà nó ung dung tự tại như cái bước đường đã trôi qua rồi. Đó là sự thật nói gì đó.
bởi vì gán lo tu hiền. Mà chữ tu có gì ngày hôm nay còn kịp trong chỗ, cha mẹ còn gán lo nghe. Bởi vì thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa di tiên, muôn vạn quyển kinh đều lấy hiếu nghĩa làm đầu. Đó là bước đường trong bổn phận làm người, là lo trong chỗ ấy, là chữ tu đó. Dạ ông hai, cái cơn bão hiện tại nó đang vô tới Đà Nẵng đó ông hai, thì bà con ở ngoài Đà Nẵng có sao không ha? Thì coi như cái bão, thì trong cái nhà khoa học ở trong đất nước Việt Nam mình đã thông báo cho biết hết trơn và trong toàn dân. Tới Đà Nẵng coi như cái quả hoạn, cái quả coi như đã có quả, chứ không phải không. Nhưng mà cái chuyện chỉnh đốn này là có trong cái chỗ chỉnh đốn, nó nhặn hay nhẹ gì chẳng qua ý trời đã định. Chứ sự thật ra mình không khi nào mà định được đâu. Cũng như thể bệnh hoạn ngày hôm nay biết bao nhiêu chỗ ngừa, và cũng như thể cơn bão đó, cái bệnh hoạn này cũng y chang như bão đó. Biết bao nhiêu trong chỗ ngừa, mà cái chỗ có rồi không, không rồi có. Chứ sự thật rằng cái ý của chỗ khoa học nó đâu có qua ý trời được. Hình hài thể xác nằm trong chỗ khoa học cỡ nào nữa cũng do nó thiên địa đã tạo thành, không có chỗ nào mà qua được hết. Mà điều nó biết, mà cái cảnh khó không biết được. Cái cảnh khó là không khi nào biết được. Nhưng mà biết bão, giông gió lớn, mà đâu có biết rằng, nó đâu có cho biết rằng cái chỗ nào mà giông gió lớn, nó không biết được. Bây giờ cái chỗ đó là ý trời đã định. Chỗ có hay cùng không gì là bực bì trên để định trong chỗ đó. Nhưng mà nó hay nhất quá chỗ nó đã biết. Nó đã biết chứ không phải không biết. Mà điều nó biết bảo vậy thôi. Gió cấp mấy mà có lốc xoáy, mà cái chỗ đó nó không biết nằm ngay trong chỗ nào. Bây giờ cái chỗ đó là ý trời đã định. Bởi vì nói gán lo tu hiền niệm Phật là cho nó thoát đi cái cảnh đó đó. Đành rằng nhà cửa trong một hàng, nhưng mà có chỗ hư, có chỗ không hư. Nó gì? Bị gì gió lốc, ông hạ lên rồi hạ xuống, hạ lên hạ xuống, là do nơi cái tâm của mình để đào tạo ra. Bởi cảnh khó đó là ông cũng dạy cho mình biết được, rồi ráng niệm Phật đi tan đi nghiệp trước. Cái chuyện gì cũng là cái tiếng niệm Phật, tan đi nghiệp trước. Cái cảnh khó của chúng sanh không có, chứ đừng có nói rằng người ta sao mình vậy, tu hiền để làm gì, đã sai rồi. Cái tiếng niệm Phật, quay linh trong cái tiếng niệm Phật nó đi tới trong cửa Phật và đi tới trong chỗ thiên hoàng luôn. Bởi nhiều khi trong cái câu kinh để dạy đó nha, không có dạy, nhưng mà tâm của người để định ra, cúng lại xong rồi đó là xá một xá, rồi trình với chỗ ngày hôm nay con nhất nguyện cầu thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng và ơn trên chư Phật mười phương, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh và cứu khổ cứu nạn cho vong linh cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ của con được thác vốn mê đồ giảng sanh về miền cực lạc. Đó là ngừ, để lấy cái tâm ngừ, chứ không có hờn trách, không có giận hờn ai hết. Để về tâm của người như thế tâm của Phật, muốn tất cả đều vạn an. Mà đáng tiếc rằng người nó không có, thành đã phải bị thôi. Còn Phật có câu nói ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đâu có cá nhân một ai. Đồng ba về cực lạc một đường, thì thân thầy mới hết gian nan, đâu có chịu mang câu ngạo bán. Ông thương tất cả, ông thương tất cả chúng sanh, và ông thương cả muôn loài luôn, chứ đâu có phải nói chuyện. Bởi vì gán mà lo, nhất định là phải lo. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng củ quyền sớm tối mới màu, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, chứ không phải không đâu. Cái quai linh nhiễm màu của bực bì trên để
khai kinh dạy cho môn nhân đệ tử, không có câu nói nào bỏ hết. Ngạc đáng tiếc rằng cái chủ của tâm mình coi như học thì có học, hiểu thì có hiểu, mà cái tâm của mình hành không có y theo trong một chỗ ý nghĩa trong câu kinh. Thành thiên của bác đi hết rồi. Dạ. Thôi giờ ngày hôm nay tôi cũng là đệ tử của Phật, nhưng mà cái chỗ hiểu biết không phải thập toàn. Tôi biết bao nhiêu để nhắc nhở lại cho môn nhân đệ tử. Và trong cái chỗ, cái tri âm của mình cũng nằm trong khuôn khổ, mà để nhớ lại trong chỗ đó mà hành. Nó thác trong cái cảnh khó sau khi này.